làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình Chị Chuyện Ma của Tân ngày hôm nay nha. Rất cảm ơn các bạn đã khen cái đầu mới của Tân. Thì cũng như mọi khi thôi, cái đầu này do chính Tân tự cắt. Thật sự nếu các bạn nhìn trong hình ảnh thì nó rất là chất, nó rất là cá tính. Nhưng các bạn nhìn ở ngoài thì nó giống như một cái bờm ngựa lởm chởm và bị hư ở khắp nơi. Nhưng mà Tân thích. Không phải lúc nào đẹp thì mới vào mắt của người khác, mới đập vào mắt của người khác. Còn Tân thích cái gì đó nó hoang dại, nó thuộc về cá tính của Tân. Nhiều bạn bè của Tân ngày xưa cũng hay nói Tân bị khùng. Cũng như là Tân chọn cái cách kể chuyện ma để mà thực hiện kênh YouTube của mình. Vì Tân thích những câu chuyện kinh dị, ma quái, bí ẩn mà người khác không dám thích, mà không dám kể, để kể cho các bạn nghe. Ok, thì vì hồi sáng là Tân không tâm sự, nên Tân dành một số ít thời gian chút xíu ở đầu clip để nói chuyện sơ sơ và vui vẻ các bạn. Một phần là tại vì hôm nay cổ họng Tân bị đau, cho nên là Tân muốn khởi động nhẹ trước khi Tân vào câu chuyện cho nó hay. Thì câu chuyện hôm nay là một cái câu chuyện có một cái chú. Chú này rất là lớn tuổi rồi. Phải nói là mình kêu chú thôi, chứ thực sự ra mình có thể nói bằng cụ. Một vị fan lớn tuổi của kênh Đinh Lăng Food and Horror. Hiện tại chú này đã rất là lớn tuổi, và chú kể về một sự kiện tâm linh, và chú đã chứng kiến cũng như là chú tham gia vào cái chuyện đó. Và chú có thể nói là nhân vật chính của câu chuyện. Vì bây giờ còn có một mình chú biết câu chuyện này thôi. Còn trước đây những nhân vật có tham gia thì người còn người mất. Tại vì nó xảy ra rất là lâu rồi, từ trước những năm 1975. Thì vào thời điểm đó thì các bạn cũng biết là mình ở chế độ trước đây đó, là một chế độ là lúc đó mình chưa giải phóng miền Nam. Thì chú là một trong những cái sĩ quan là công an, mình gọi là cảnh sát đi, thời đó tôi gọi là cảnh sát. Thì chú không phải là cảnh sát ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mà chú là cảnh sát ở cái tỉnh đó, một cái tỉnh khác. Thì Tân cũng không có tiện nói cái nơi này vì chú không có muốn. Những gì đã đi qua rồi thì thôi, mà chú kể cái nội dung câu chuyện cho tụi mình nghe thì Tân kể lại. Thì chú là cảnh sát, không phải cảnh sát trưởng, chỉ là một nhân viên cảnh sát trong một cái tỉnh thôi. Thì cũng là lớn mà nhân viên. Thì giống như là cái ngày hôm đó là một cái buổi đêm, thì có một cái người, một cái nhân vật đi tới để trình báo với cảnh sát. Thì chú mới hỏi người này tên gì, thì người này không trả lời. Người này nói mình á, là có cái số, đừng gọi người này bằng tên, mà gọi bằng số là 35768. Thì mình Tân đọc hòm hòm cái số đó thôi, chứ không phải là số thật, tại vì Tân đọc để cho dễ nhớ, 35768. Thì chú này, chú đã tiếp rất là nhiều các loại người bị tâm thần, bị khùng, hay vô đồn cảnh sát để nó bậy nó bạ. Cho nên là chú cũng bình thường. Thì chú hỏi giờ muốn nói gì, không nói tên tuổi nói cái gì. Thì ổng mới nói là cái người này mới nói với chú là đã giết ba mạng người, từ mà mỗi mạng cách nhau là 2 năm. Tức có nghĩa là trong vòng 6 năm người này đã giết ba mạng người, là ba cô gái. Và hình thức giết là cắt cổ và sau đó là đập đầu cho vỡ sọ rồi đem đi chôn, và làm theo cái lễ cúng tế gì đó mà người này cảm thấy là nên làm. Và ngày hôm nay á, là người này đến đây để mà chịu tội và muốn đi vào ngục tối để mà sống cuộc sống sám hối của mình. Thì trước cái lời nói đó thì chú này là chú đã gặp rất là nhiều thể loại người tâm thần không rõ ràng. Không phải bạn đi tới đồn cảnh sát, bạn muốn nói gì bạn nói là người ta cũng sẽ tin bạn. Có rất nhiều người tâm thần một ngày đi tới và đồn cảnh sát và nói mình đã từng giết người, hoặc là mình chính là một cái gì đó ghê gớm. Nhưng mà riêng cái người này thì chú nói chú có một cảm giác là
lúc đầu là tâm thần, nhưng khi mà kể chi tiết tường tận những gì mà người này thực hiện, những cái vụ giết người đó, thì có vẻ nó rất là logic mà nó rất là thật. Cho nên là chú đã gọi điện thoại lên cấp trên và giữ người này lại ở trong cái phòng tạm giam, và gọi điện thoại lên cấp trên để xin chỉ thị. Và chú đã nói hết tất cả, cũng như là gửi cái văn bản mà người này kể, mà chú đã chép ra thành giấy và gửi lên cho cấp trên, thì cấp trên đọc. Và sau đó cấp trên cho họp và quyết định là đi đến cái nơi gần nhất. Ở trong 3 vụ án cách nhau là 2 năm, tổng cộng là 6 năm 3 vụ. Nhưng mà đi đến cái nơi gần nhất đó, để cái nơi mà giấu xác gần nhất mà cái thằng này nó công bố, nó tới nó tự nó khai, thì coi đào lên có phải không. Nếu không phải thì phải phạt và đưa vô viện tâm thần hoặc là thả về, thì tùy theo cách giải quyết vào thời đó. Thì lúc này đi đến cái nơi đó đào, thì đào được 4 tiếng đồng hồ không thấy gì hết. Thì mọi người mới quyết định thôi đi về. Thì thằng này chắc chắn nó bị khùng rồi. Nhưng mà rốt cuộc là chú quyết định đào thêm một chút xíu nữa, một chút xíu nữa thôi, để coi như cái coi như là làm tròn cái nhiệm vụ mà làm có hay không. Thì không hiểu tại sao trong lòng nó đốc thúc chú là muốn phải làm như vậy đó. Thì khi mà đào lên nữa thì thấy một bộ hài cốt, chỉ còn xương thôi đó. Tất cả quần áo thì đã cũ và mục nát, nhưng mà vẫn còn rõ rất là những cái hiệu thời đó mà người ta mặc. Thì xác nhận những gì mà nói, lời nói của cái thằng này là đúng, và người đó bị giết như thế nào và đầu sọ ra sao, thì cái thời đó người ta khám nghiệm á, người ta thấy như y như những gì thằng này nó nói. Và sau đó là người ta đi đến 2 điểm còn lại, và người ta cũng tìm ra được 2 cái xác nữ, và y như vậy luôn. Thì người ta đem về và bắt đầu truy tố, và bắt đầu cái vụ này nó bắt nó gần lớn, nó gọi là gần lớn, gần nổi tiếng. Thì mọi việc xảy ra dọn dẹn từ khi cái thằng này báo đến khi tìm được cái xác đầu tiên chỉ trong vòng là 24 tiếng đồng hồ thôi, là mọi thứ nó đã triển khai xong hết rồi đó. Tại vì nó cũng gần trong cái địa bàn đó chứ không phải là xa lắm. Thì khi mà xảy ra sự việc như vậy đó, thì hôm sau khi mà lôi nó ra hỏi nó, tại vụ này nghiêm trọng mấy bạn, đây là một chuyện rất là nghiêm trọng. Một người đã giết người, mà thuộc dạng giết người hàng loạt, nhưng mà lại không rõ cái danh tính, mà cũng không ai biết người này là ai, mà tại sao đến giờ này mới phát hiện ra, mà chính người này tự khai ra, chứ còn người thân của 3 cô gái này đâu, sao không ai lên trình báo đó. Và cũng không biết 3 cô gái này là ai, bản thân cái người giết đó cũng không biết 3 cô gái này là ai luôn, chỉ là thấy trên đường rồi giết thôi đó. Thì cái điều ghê rợn đã nằm ở chỗ đó. Nhưng mà ngày hôm sau khi mà kêu cái thằng này lên á, thì nó mới nói là nó vô tội, nó không biết gì hết. Đêm hôm qua nó không hiểu lý do tại sao mà nó bước vô trong đồn cảnh sát, nó báo như vậy, và nó nói rõ họ tên của nó tên là Thình đó. Nguyễn Văn Thình thì nó tên là Thình. Nhà nó ở đó, ở chỗ đó, ấp đó. Thì chú này lập tức là triển khai đi xuống dưới để mà điều tra coi nó có phải là nhà đó hay không, ấp đó hay không. Thì người ta nói là chính xác, mà ai cũng nói thằng này rất là hiền, không cha không mẹ, cực kỳ hiền, không hề có cái biểu hiện của một cái người bị tâm thần hay là kẻ giết người. Thì không hiểu tại sao đêm hôm đó nó lại vô trong đồn và nó nói như vậy. Thì khi được hỏi con số mà đọc đó, 35678 đó, mình không nhớ rõ cái số, cho nên là mình đọc hờm hờm nhé các bạn. Thì khi đọc cái số đó 35678 thì nó không biết cái số 35678 là số gì hết, mà nó nói lời khai đó không phải của nó, và nó cũng không hề biết 3 cô gái đó là ai, và nó cũng chưa bao giờ giết người. Thì lúc này mọi người cũng rất là hoang mang, mà ngay cả chú cũng cực kỳ hoang mang. Tại vì á là rõ ràng nó vô nó khai và tìm ra được như vậy, có nghĩa là hành động tự thú, nhưng mà hôm sau nó phản ngược lời khai, nghĩa nó không biết gì hết. Thì thời điểm đó người ta xác nhận là bị tâm thần phân liệt, là bị khùng, có nghĩa là khi mình phát bệnh hay bất cứ cái điều gì thì nó sẽ đi giết người, và nó tự cho mình là một cái tên nhân vật nào đó, chứ thực sự ra nó không phải là người bình thường. Thì điều này các bạn đã biết rất nhiều qua những chuyện phim và qua nhiều cái câu chuyện kể của Tân rồi, là thể loại người bị tâm thần phân liệt là họ sẽ có một nhân cách thứ ba, gọi là đa nhân cách,
là họ sẽ có nhân cách thứ ba. Và khi nhân cách thứ ba nó hiện lên thì nó sẽ biết nhân cách thứ nhất, nhưng nhân cách thứ nhất không hề biết cái người ở nhân cách thứ ba đó. Họ không có hiểu là cái người đó là ai, làm gì. Khi mà trở lại hiện thân bình thường thì hoàn toàn họ là trở thành cái nhân vật của họ, đó là Nguyễn Văn Thình. Thì người này bị tuyên án mấy bạn. Tất nhiên là bị tuyên án, nhưng mà là lúc này là qua cái sự xét xử đó. Vì nhiều lần á, cái người này luôn nói mình á, là Nguyễn Văn Thình và biết rất rõ mọi thứ mà không nhận thôi. Nhưng mà vì bằng chứng quá rõ thì thời đó người ta đã cái những vụ này đã cãi nhau, và luật sư của hai bên, một bên là đã của Nguyễn Văn Thình và một bên còn lại là của nhà nước, thì hai bên cãi nhau rất là nhiều và quyết định đi đến với quyết định chung là người này sẽ bị tử hình. Người này sẽ bị tử hình chứ không phải là bị đưa vào trại tạm giam hay là trại tâm thần. Vì người ta xác định cái bản án lúc đó là anh này là người hoàn toàn tỉnh táo, và người ta nghi ngờ anh này đã cố tình tạo ra những cái bằng chứng là mình bị tâm thần để mà gọi là tránh tội, để vô trại tâm thần. Chứ còn nếu để cơ quan công an họ, cơ quan cảnh sát họ điều tra thì có thể anh này sẽ bị dẫn đến tử hình. Có nghĩa là họ bác bỏ cái bệnh tâm thần của anh này. Tại vì khi mà họ điều tra hiện trường của ba vụ án thì nó cũng có những cái phần là dẫn đến vấn đề là trong thời gian tích tắc sắp tới thôi là người ta sẽ phát hiện ra cái xác. Cho nên là có thể ảnh biết cái điều đó mà ảnh không thể nào phi tang một lần nữa. Cho nên là ảnh tự đi lên và ảnh tự dàn xếp một câu chuyện là ảnh bị tâm thần để mà ảnh trốn tránh trách nhiệm đó. Các bạn hiểu không? Bạn hiểu đến đây không? Có nghĩa là ảnh đã phi tang cái xác đó rồi, nhưng mà có thể là do lý do nào đó người ta tới sinh sống gần ở đó, và trước sau gì người ta cũng sẽ đào ở đó lên. Thì cái hiện trường để lại rất là nhiều dấu vết có liên quan đến cái anh này, là điển hình như là đồng hồ nè, móc khóa và dấu vân tay có liên quan đến anh này. Thì trước sau gì cảnh sát họ cũng sẽ điều tra ra anh này. Cho nên là ảnh không thể nào tới cái khu đó để mà ảnh phi tang một lần nữa. Thì ảnh tự dựng lên một câu chuyện tâm thần là nhân cách thứ ba để anh đánh lừa cảnh sát và quan tòa. Nhưng mà qua quá trình xét nghiệm nói chuyện thì người ta cảm thấy ảnh không phải là người bị như vậy. Thì cái vụ án này gây tranh cãi rất là nhiều vào thời điểm đó. Có người ta nói là ảnh bị tâm thần, tại sao lại đối xử với ảnh như vậy? Có ai tự giết người mà tự tử thú bao giờ? Không, thì mọi chuyện tranh cãi vậy, nhưng quyết định cuối cùng của tòa án là tử hình. Thì trong những ngày trong trại giam thì cái anh mà chú á, mà kể câu chuyện này cho mình á, thì chú này cũng có nhiều cái tình cảm đặc biệt đối với cái anh này. Vì lý do đó là từ khi chú viết cái văn bản đầu tiên là để mà lấy cái lời khai của anh này trong đêm hôm đó, cho đến khi chú là người tham gia điều tra mọi thứ từ A đến Z, thì chú thấy anh này có một hoàn cảnh đặc biệt, và có khả năng mà chú tin anh này là bị tâm thần phân liệt. Nhưng mà vì qua chứng cứ của những người giám định vào thời điểm đó thì ta nói anh này hoàn toàn tỉnh táo và cố tình dựng lên một câu chuyện về bản thân mình để trốn tránh tội. Và chú này cảm thấy một phần là chú cũng buồn. Chú buồn vì chú đã không bảo vệ được cái anh này ngay từ đầu. Vì chú muốn là anh này được vô bệnh viện tâm thần chứ không phải là tử hình. Vì dẫu sao ảnh cũng là người tự đi khai cái câu chuyện giết người của mình, chứ không phải là công an hay là cả cảnh sát họ điều tra ra cái điều đó. Đó. Thì lúc này có một sự việc xảy ra là trong cái đêm hôm đó là chú này dùng cái gọi là chức quyền thuộc dạng là cũng quen biết, thì chú muốn gặp anh này trong đêm. Muốn gặp cái anh này ở trong đêm để mà tâm sự. Tại vì ngày xưa thì cái thời đó thì Tân không biết là họ xử tử như thế nào. Giống như là họ quyết định xử tử là họ sẽ xử tử liền sau vài tháng, hay là họ để chịu tội nhiều năm thì họ mới quyết định xử tử. Tại thời đó thì đó Tân không có hỏi chú, mà theo Tân biết á, là lúc đó qua câu chuyện á, tại vì chú kể không phải trực tiếp mà là kể qua cái tin nhắn thoại. Thì theo chú nói là sau khi tuyên án tử hình thì khoảng 1-2 tháng sau là thi hành án, có nghĩa là xử tử luôn chứ không có cho đợi lâu, để mà tránh cái chấn động của dư luận mà cho mọi chuyện nó qua đi.
Thì lúc này là chú mới đi vô trong cái trại giam để chú thăm cái người này. Một phần là chú thương và chú nghĩ rằng là anh này ảnh là người bị tâm thần. Tại vì qua cái lời kể của những người trong xóm đó, là còn nhỏ anh đã từng bị ngược đãi từ cha mẹ rất là nhiều. Cho nên khi lớn lên, anh có những cái biểu hiện tâm thần không ai biết là chuyện bình thường. Thì cái đêm hôm mà vô nói chuyện, thì đang ngồi nói chuyện bình thường vậy đó, thì chú mới nói là chú hỏi thăm là khỏe không, mà trong này như thế nào, rồi tình hình như thế ra sao, rồi đang suy nghĩ gì này nọ, để mà chứng ngang cái anh Nguyễn Văn Thình. Ảnh tên là Nguyễn Văn Thình. Thì bỗng nhiên người cái cạnh này, ảnh thay đổi thái độ và ảnh nhìn chú. Ảnh nói là mày không bảo vệ được thằng Thình phải không? Thì chú bất ngờ, chú nhìn anh này. Thì anh này mới nói là tao á là Hữu Luận, tên tao là Hữu Luận, tao không phải Nguyễn Văn Thình, và tao đã thực hiện được những gì tao muốn. Tao giết tụi nó là vì tụi nó lừa gạt tình cảm của tao, tụi nó phải chết. Linh hồn của tao nhập vào thằng Thình để làm những chuyện đó. Tao là Hữu Luận. Số tù của tao là 3 năm 6 7 8. Cho nên tao không muốn mày gọi tên của tao, tao muốn mày gọi tên cái số tù đó. Tao bị giam ở tỉnh đó, trại giam đó, và tội danh của tao là giết người. Thằng Thình này nó ngu lắm. Nó lên đây để mà nó gọi là giống như bây giờ ta gọi là lên để mà tổ chức văn nghệ đó cho những người tù nhân. Thì cái người tên Hữu Luận này mới nói là tao với nó hợp mạng với nhau, cho nên tao nhập vào nó để có thể về được với cộng đồng, và tao giết ba con nhỏ này. Tao là người chôn nó, và tao cũng là người muốn bắt thằng Thình theo tao. Thì khi nói đến đây là chú đứng người đứng hình, vì lần đầu tiên chú thấy một người có trạng thái thay đổi một cách đột ngột đến như vậy. Thì qua cái lời nói đêm hôm đó, chú khắc ghi mãi cái người tên Hữu Luận này. Và bắt đầu chú không dám gặp cái anh Thình này nữa, cho đến khi cái ngày mà anh bị xử tử. Thì khi xử tử xong một thời gian thì là giải phóng miền Nam. Mình là chuyển qua chế độ bây giờ là tất cả mọi người đều hòa bình, độc lập. Thì lúc này chú cũng phải đi cải tạo, vì chú thuộc là sĩ quan chế độ cũ, chú phải đi cải tạo 3 năm hay gì đó, và chú trở về với đời sống bình thường. Sau khi trở về, chú bắt đầu chú phải hòa nhập, và chú đi tìm công ăn việc làm rất là khó khăn, và chú bắt đầu lại từ đầu. Chú làm ăn rồi chú cố gắng này kia, rồi đến một lúc đó khi mà chính phủ mình mở cửa thì chú mở được một cái hàng ăn, một cái hàng cơm. Thì lúc này buôn bán khấm khá và bắt đầu chú phất lên. Cuộc sống của chú bắt đầu nó dễ dãi hơn, và bắt đầu chú có vợ, có con đó, và có gia đình. Thì tại vì chú có gia đình cũng trễ mấy bạn, tính ra cũng trễ, thì theo chú nói là như vậy. Thì chú mới bắt đầu đi lùng về cái vùng quê, cái nơi mà trước đây mà cái người ta nói về cái người tên Hữu Luận này. Thì khi mà lùng về cái vùng quê này á, thì chú phát hiện ra cái nhân vật này là có thật. Và ở cái trại giam đó, không hiểu lý do tại sao, chú gặp một số đồng đội, bạn bè của chú ngày xưa. Thì họ cũng cho chú biết là ở đó đã từng có một người tù tên là Hữu Luận, và tội giết người mà mang cái số tù là 3 năm 6 7 8, đã bị tử hình cách đó nhiều năm. Và người này là có các biểu hiện của việc là giết người. Đó là đập vào đầu người và giết người, và giết hai mạng người trước khi bị phát hiện tại cái vùng đó, và đã bị tử hình. Thì chú tin rằng cái người nhân vật mà chú gặp đêm hôm đó chính là hồn ma của cái người tên Hữu Luận này đã nhập vào anh Nguyễn Văn Thình để mà thực hiện những cái vụ án chấn động. Và đêm hôm đó cái người vào đưa lời khai cho chú chính là linh hồn của cái người tên Hữu Luận này. Và linh hồn này đối với chú là một linh hồn quỷ dữ, chứ không phải là người bình thường. Và chú không muốn bao giờ, chú không muốn gặp lại cái hiện tượng tâm linh ghê rợn như vậy một lần nào nữa. Và từ khi chú xác định được là linh hồn này có thật, thì chú mới tin là tâm linh có tồn tại. Vì nào giờ chú luôn nghĩ rằng đây là cái hiện tượng của tâm thần phân liệt đa nhân cách, là của người bị đa nhân cách, là cái nhân cách thứ ba được phát hiện. Nhưng mà rõ ràng
rằng là cái người tên Nguyễn Văn Thình thì sống ở tại cái vùng này, còn cái người tên Hữu Luận thì hoàn toàn không liên quan và sống một vùng rất xa cái nơi đó, thì không thể nào hai người biết nhau được. Mặc dù anh này đã lên trại giam, nhưng mà lên trại giam đó lúc đó đã bị tử hình rồi, thì làm sao anh này có thể biết được về nhân vật tên Hữu Luận này? Mà cái số tù đâu phải là tự nhiên mà bạn có được. Bạn vô trại giam đó bằng tổ chức văn nghệ, bạn ca hát rồi bạn đi về, chứ đâu phải bạn vô đó là bạn điều tra cái gì đâu mà bạn biết, bạn không có quyền thành. Nhưng mà anh này sau khi anh về anh lại biết và anh đưa lời khai cho cái chú này. Thì sau một thời gian đến bây giờ chú lớn tuổi lắm rồi và vô tình chú có coi kênh của Tân, thì chú muốn gửi câu chuyện này về cho Tân để Tân kể cho các bạn nghe ngày hôm nay. Tân tin tâm linh là có sự tồn tại thì Tân mới kể những câu chuyện về tâm linh. Nếu Tân không tin vào tâm linh, những câu chuyện bí ẩn thì Tân đã không làm kênh này các bạn. Thì qua cái thời gian mà làm kênh đến bây giờ có rất nhiều những câu chuyện ly kỳ đã được gửi đến cho mấy bạn. Thì Tân thấy câu chuyện này là một câu chuyện mà làm cho Tân cũng sợ. Tân nói thẳng là Tân sợ. Tại vì nếu đặt cái cảm giác mình và ngồi và trước mặt một người mà người đó tự nhiên nói mình là một người khác và rất là rõ ràng đây là một tên sát nhân, thì cảm giác lúc đó nó ớn lắm mấy bạn. Nó không phải là cảm giác bình thường như là chúng ta đang ngồi nói chuyện trao đổi với nhau như vậy đâu. Thì Tân tin rằng trên đời vẫn còn những câu chuyện như vậy. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện này thì cho Tân bình luận ở phía bên dưới. Nếu các bạn thích thì hãy like và share, subscribe câu chuyện này rộng rãi ra để cho câu chuyện đến với nhiều người hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai nha.